Đây đây đây, kinh tế có hạn mà muốn điều hòa ngon thì lựa chọn ngay một trong ba em này. 1. Điều hòa MyDear 1 chiều inverter 9000 BTU. Em này phù hợp dành cho những không gian nhỏ hơn 15m2, làm lạnh nhanh với chế độ làm lạnh turbo. Bên cạnh đó thì còn trang bị chế độ Eco More giúp tiết kiệm điện năng. Ngoài ra còn có chức năng Follow Me hay bộ lọc hai lớp giúp lọc bụi bẩn, bảo vệ sức khỏe. Ngon thế mà chỉ có giá là 6 củ khoai, tuyệt vời. Vẫn là 6 củ khoai nhưng có thêm một lựa chọn khác nữa, đó chính là điều hòa Capper 1 chiều 9000 BTU. Em này thì có thiết kế đơn giản, các đường bo cong mềm mại và bên cạnh đó thì còn có một tính năng đắt giá khác nữa là khả năng điều hướng gió thông minh Smart Air. Hơn nữa còn có 101 điểm cộng khác như là chức năng làm lạnh nhanh turbo, cảnh báo làm sạch lưới lọc khi mà chúng ta quên nữa. Sản phẩm đã có trong giỏ hàng bên dưới, chốt ngay nhá. Nhắc đến điều hòa giá rẻ mà lại còn ngon thì chắc chắn không thể thiếu được chiếc điều hòa LG 1 chiều inverter 8800 BTU. Chiếc điều hòa này có khả năng làm lạnh nhanh với chế độ Zen Cool và bên cạnh đó cũng có thể bảo vệ sức khỏe của chúng ta tốt hơn với chế độ ngủ đêm tránh buốt. Mua chiếc điều hòa này thì chúng ta sẽ có hai sự tiết kiệm. Tiết kiệm đầu tiên đó chính là tiết kiệm điện năng và vận hành êm ái với công nghệ dual inverter. Thứ hai là tiết kiệm thời gian cũng như là chi phí sửa chữa khi có chức năng tự chẩn đoán lỗi. Các sản phẩm thì cũng đã có hết trong giỏ hàng phía dưới rồi. Là gì thì chắc là quý vị cũng đã biết rồi. Mua ngay thôi, còn chần chờ gì nữa?